Hà Nội vô địch, trọng tài bẻ còi thô thiển. Bàn thắng duy nhất của Thành Trung đã mang về chiến thắng cho Hà Nội trong chuyến làm khách trước sông Lam Nghệ An. Qua đó chính thức đăng quan V-League trước hai vòng đấu. Đây là chức vô địch thứ năm của Văn Quyết và các đồng đội kể từ ngày lên chơi ở V-League. Đây là chức vô địch rất thuyết phục của đội bóng thủ đô với thành tích thắng 15 trận, hòa 7 trận và chỉ thua 2 trận. Tuy nhiên đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết họ dù đã vô địch nhưng vẫn chơi cống hiến trong hai trận đấu tới trọng tài Trương Hồng Vũ trở thành tâm điểm của vòng 24 và thậm chí là cả mùa giải. Với pha bẻ còi giúp Việt theo giành chiến thắng trước Bình Dương, đó là tình huống xảy ra ở phút 90 cộng 2. Trọng tài Vũ đã cho các cầu thủ đội khách tiếp tục pha bóng khi không cho rằng Hồ Sĩ Giáp phạm lỗi với Bùi Tiến Dũng. Chớp thời cơ nhanh, Tiến Linh đã ghi bàn thắng gỡ hòa 2, 2 cho Bình Dương. Dù vậy, màn ăn mừng của tiền đạo U23 Việt Nam không được trọn vẹn khi trọng tài Trương Hồng Vũ bất ngờ thay đổi quyết định không công nhận bàn thắng. Quyết định đưa ra của vị trọng tài này đã khiến các cầu thủ cũng như ban huấn luyện đội bóng bình dương phản ứng quyết liệt sau trận đấu trọng tài trương hồng vũ thừa nhận mình mắc sai lầm trong khi ban trọng tài vff khẳng định sẽ có án phạt rất nặng với trọng tài cấp fifa này